Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Thì video này xin làm là video phần 2 của bộ chế xe 4 bánh máy xăng, hệ thống treo độc lập 4 bánh và phanh dầu 4 bánh. Các bạn có thể gọi là hệ thống treo độc lập hay là hệ thống treo gì cũng được. Thì nó là tên gọi khác nhau, cũng có thể khác thì các bạn bỏ qua cho phần tên gọi đấy. Thì chủ yếu mình giới thiệu đồ thôi, các bạn xem thêm cái đồ video trước. Đấy, video này mình làm ngắn gọn vậy thôi. Thì video trước các bạn đã xem rồi, bây giờ nói lại lần nữa thì nó dài dòng quá. Đồ thì vẫn thế thôi, mình chỉ đổi mẫu. Đấy, các bạn xem lại video phần 1 nhé. Đấy, các bạn nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo có video sau. Cái bánh này thì có bản rộng là bánh này có thông số là 22 nhân 10 trừ 10. Đường kính bánh xe là 53 cm và bản rộng của nó là 24 cm. Đấy. Nếu các bạn thích cái mẫu bản bánh rộng thì các bạn có thể chọn bộ này.